Thật ra là bên Úc thì học bổng khá là ít, thật sự để nói thì nó rất là ít, và nó chỉ có học bổng tầm khoảng 50 cho tới 30 cho tới 50% thôi. Còn những học bổng 100% là kiểu mình outstanding, kết quả học tập mình rất là tốt và có rất nhiều thành tựu quốc tế, giống như là giải học sinh giỏi quốc gia, các quốc gia, hoặc là các thành tựu về triển lãm khoa học. Như vậy thì mình mới thể kiếm được một cái học bổng 100% mà Úc có thể hỗ trợ. Thì nếu với ấy là con là kiểu mức mức trung bình ấy, mức trung bình quân của học sinh ở Việt Nam ấy, thì qua đây du học ấy thường sẽ có học bổng là tầm khoảng từ 20 tới 30%. Nhưng mà để đạt được mức 30% trở lên ấy, thì điểm trung bình môn phải tầm khoảng từ 9.0 trở lên. À, tức là trung Điểm bình. IELTS thì IELTS thì phải có nghĩa là điểm trung bình môn phải trên 9.0 mới được học bổng từ 30 tới 50. Còn từ trên mức 7.5 ấy thì học bổng sẽ tầm khoảng từ 10 tới 20%. Còn IELTS thì yêu cầu tầm từ IELTS thì bên này yêu cầu khá là thấp ấy, bởi vì chỉ cần 5.5 là có thể nộp cho một số ngành rồi. Số ngành trong lĩnh vực kinh tế, còn lĩnh vực mà các bạn muốn qua đây học ở ấy, thì IELTS phải cao tầm khoảng từ 7 chấm và không có kỹ năng nào dưới 6.5. Theo Thế thì con biết là nó vậy. cũng cũng kha khá, giống như là ở bên New Zealand học bổng rất 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 là ít luôn. Thế thì lúc mà con đi sang để du học thì con đi làm thêm nữa đúng không? Đúng À, rồi. con có thể chia sẻ một chút xíu về cái ví dụ như là minimum wage hay là cái renting đồ các kiểu để cho các bạn tưởng tượng ra được một chút xíu cuộc sống ở Úc như nào không? Thực sự con qua bên này là con bị sốc với việc đi làm thêm ấy con, bởi vì là chính phủ Úc nó đặt ra cái minimum vậy ấy, nhưng mà một số nơi nó sẽ không có trả bằng mức đấy đâu, mà nó sẽ trả thấp hơn rất là nhiều. Con từng biết có những đứa bạn con đi training ấy, nó đi thực tập làm việc làm thêm ấy, thì người ta chỉ trả có 11 đô một giờ thôi, và trong khi cái minimum tối thiểu của nó ấy là 21 đô một giờ. Trời ơi, con bị kiểu thật sự, nên là kiểu bị sốc với bị kiểu bất ngờ. Nhưng mà đấy là tiện châu Á thôi nha. Còn hiện tại con đang làm cho nhà hàng Tây ấy, thì bọn nó trả lương rất là cao, cao hơn mức trung bình khoảng ấy là từ 28 cho tới 35 đô một giờ. Tùy theo ngày, và ngày lễ thì nó sẽ gấp đôi số tiền nó lên. Thì cũng kha khá giống ở New Zealand ha. New Zealand hiện tại minimum wage cũng là 22 đô 70 sen á. Là một giờ á. Tính ra đô Úc thì cô nghĩ chắc cô cỡ tầm 21 đô Úc và người ta đóng thuế đầy đủ cho con đúng Người ta đóng thuế, trừ thuế, nhưng mà thuế nó cao không? cực kỳ cao ấy, 20% thuế. Ôi, thế thì hơi Nhưng cao mà quá. đấy, nhưng mà đấy là kiểu một năm mình làm trên 18.000 đô thôi thì nó sẽ thu thuế như đấy. Còn nếu mà trong một năm mà mình làm dưới 18.000 thì nó sẽ trả lại thuế. Chuẩn bị vào đợt cuối tháng 6 này là con sẽ đi nộp cái hồ sơ thuế của con để lấy lại tiền con đã đóng thuế. Ồ vậy Bởi hả, vậy vì dưới mức 18.000. là vậy là phải 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 nộp hả? Ở bên New Zealand là nó hoàn hết tự động luôn á, và vào tháng 3 hàng năm. Cũng Nó y tự tự chang động vậy. nộp với cô. Tức là mình không phải làm gì hết, tại vì mình doanh thu bao nhiêu đó là công ty đóng thuế thì trên cái hệ thống thuế nó hiện ra hết rồi, thì nó tính ra được cái thu nhập của con là bao nhiêu thì nó tự động nó hoàn thuế luôn, khá là dễ. Còn đối với trường hợp của con là phải tự nộp hồ sơ nữa, ấy là phải show cái evidence kiểu cái contract với nhà hàng và hóa Chị đơn học. cái đó gọi là gì ta, cái ngân hàng, cái bank, Bank account hả? cái statement, đúng rồi, cái sales. Statement. Bank statement là Statement của mình. nói chung là hiện trạng là chi tiêu bao nhiêu đó. Statement. Ok, thế thì sau khi mà con đi du học ở Úc thì có kỷ niệm nào đáng nhớ hay là có cái gì con muốn chia sẻ về cái chuyện học tập ở nước ngoài cho các bạn biết không? Kỷ niệm đáng nhớ nhất là bị sốc văn hóa, Sốc văn hóa hả? nhưng mà không phải sốc văn hóa người Úc,
mà là sốc văn hóa người Việt, bởi vì con lúc đầu con qua Úc ấy, xong con tưởng là con học ở ngoại ô và con sẽ kẹp rất ít người Việt nha, nhưng mà không, hầu hết con kẹp là toàn là người Việt đấy cô, ý là cái lớp con đang học cũng là một nửa là người Việt, Ồ, trời vậy là vui quá trời quá đất. một nửa người Việt, thì nó cũng vừa vui mà cũng vừa buồn bởi vì mình khó kiếm bạn tây, À. bởi vì yeah. Ok, nhưng mà đi làm thì sẽ gặp nhiều bạn Tây. Giờ đi làm thì mấy ông ở nhà hàng cũng nói chuyện rất là vui vẻ và nó hay đùa một cách vô tri với cô, trời ơi con kiểu đôi khi nó đùa nhưng mà mình kiểu cái đó có gì hài hết ta, xong mình cũng cười theo. Nhưng mà từ từ cũng cũng thích nghi đúng không? Thế thì lúc mà đi học thì sao? Việc học như nào? Kỷ niệm nào sốc văn hóa gì? Kể cho nào. Con nghĩ là cái deadline thì ở đâu cũng bị sốc như nhau nên là deadline quá là nhiều, Deadline kiểu ngày hả? nào cũng có deadline, Deadline bài bài tập ngày nào cũng khó hết đó cô, trời ơi con bị sốc với một môn ấy, có một thầy giáo dạy con dạy hai môn và vào thứ ba hàng tuần là con sẽ có bài tập cho hai môn đấy một lúc và con phải nộp vào sáng thứ tư ngày hôm sau, là cái đêm thứ ba ấy, là con không được ngủ đêm thứ ba luôn, đêm thứ ba con không thể được ngủ luôn, xong con phải lo làm bài, lo làm á một lần hai môn và rất là dài ấy, là một lần làm là phải viết lại giấy sau đó là chụp hình scan nó lại rồi nộp PDF cho giáo viên. Ủa sao tự nhiên mà thầy chơi ác dữ vậy? Cho deadline một đêm Trời sao con cũng kiểu vậy? sốc cực kỳ bực luôn ấy, xong rồi kiểu bên này gửi mail cho giáo viên ấy thì tùy giáo viên, có giáo viên thì rep rất là nhanh, rep tức tốc trong 1 giờ, có giáo viên thì qua tuần nó mới chịu nhắn lại cho con, xong rồi con phải hoảng loạn, con phải kiểu nhắn liên tục ấy, đấy là cái sốc thứ hai. Vậy là đi việc học, nhưng mà con có nghĩ rằng là đi du học thì giúp cho con có kỹ năng quản lý thời gian hay là quản lý tiền bạc hay là phát triển được nhiều cái kỹ năng mềm hơn không? Có giống như là kỹ năng về communication ấy cô, bởi vì là ở Việt Nam nó rất là ngại nói chuyện ấy, nhưng mà qua đây con nói nhiều khiếp luôn ấy, Vậy thì tốt. kiểu xã giao với, ý là bên này có thói quen hay xã giao và gặp nhau thì cứ hay hỏi thêm sức khỏe lẫn nhau, how Đúng are rồi, đúng rồi, đúng rồi. you rồi Gặp kể nhau về không cuộc có sống giống của như Việt mày Nam trong một đúng tuần vừa. không? Thì kiểu ở Việt Nam là hi Gặp hi rồi xong đi, còn ở đây là kiểu hi how are you rồi tuần vừa rồi mày làm cái gì, xong kể hết một tuần ra, xong rồi cũng cái cũng nhiều chuyện chuyện. cười, xong nói chung là khá là vui. Kỹ năng khác là chắc là những kỹ năng mềm như là quản lý thời gian, quản lý chi tiêu như cô vừa nói. Nói chung thì qua bên này thì có một thứ còn vẫn chưa làm xong, đó chính là kiểu định hướng tương lai ấy, bởi vì nó khá là mơ hồ ấy. Ở Việt Nam thì con sẽ nghe một câu chuyện khác, còn qua đây thì con tự thấy đó là một câu chuyện khác nữa, Con có thể nên clarify là một chút kiểu được không? Con nói rõ hơn chút được không? giống như là ngành ngành của mình đang học ấy, con đang học là Business Analytics thì con biết đó là một ngành kiểu đang nổi ở bên Úc ấy, và mọi người luôn có những lời kiểu trưng bày về cái ngành này, kiểu lương 100.000 đô rồi việc làm, ra trường có việc làm ngay lập tức. Nhưng mà khi con học rồi ấy, con học và con có tìm hiểu về các anh chị đã học ngành này ấy, thì người ta bảo là ngành này nó đang kiểu có xu hướng theo học giống như là IT của năm năm 2000, của thời 2010 với kiểu người ta đổ xô đi học IT thì giờ người ta đổ xô đi học BA và sau này sẽ cạnh tranh rất là cao và nó kiểu nó không hề, cái lương nó không hề kiểu mức trên trên cao như con được nghe Nhưng mà sau khi mà nên là kiểu ở Việt con học xong thì nó có triển vọng xin việc chứ đúng không? Nó sẽ cấp cho con visa xin việc mấy năm. nó sẽ cấp cho con, nó cũng hiện tại nó cũng đang là có demand cao như là ngành IT ấy, nên là visa nó sẽ được extend hơn 1 năm so với các ngành khác, cái ngành không được chọn, không được ưa thích refer của Úc. Nó đang nói chung là đúng là cái ngành này ấy, thì demand nó rất là cao và cái
cái yêu cầu ấy, cái entry level yêu cầu của công ty ấy, thì nó cũng không phải gọi là mức xịn sò lắm, nên là xin việc cũng có thể gọi là khá là ổn, nhưng mà sẽ cạnh tranh rất nhiều, bởi vì lớp em đang học với cái lớp chỉ là business foundation thôi, kiểu nó học về nền tảng của business ấy, thì đã có em quen chục đứa người Việt ấy, thì nó đã học BA, Là cạnh kiểu tranh đúng người người nhà, nhà học BA ấy, giờ không? rất là cạnh tranh. Không, nhưng mà nếu như mà ai này có kinh nghiệm làm việc này đúng không, có tự tin giao tiếp đồ này kia thì rõ ràng là triển vọng xin việc nó dễ hơn. Đúng không? Như ở New Zealand hiện tại như cô thấy cái ngành của chồng cô chẳng hạn, accounting ấy, làm kế toán đồ các kiểu ấy, cô cũng rất là hot luôn. Ông chồng cô trong vòng 1 tháng mà săn đầu người điện thoại liên tục, mà mặc dù cái ngành này kế toán nó cũng ra ầm ầm nha, nhưng mà vẫn thiếu nhân lực. À, nên là cô nghĩ là ở đâu thì cũng có triển vọng thôi. Thế thì ví dụ Bạn như con nó bảo là sao bạn có bảo sao? bạn có học ở cao tiên ấy, xong nó kêu nó không có học nữa, bởi vì nó bảo là bọn Úc nó không có demand nó về ở cao tiên, nó không có nhiều ấy, nên nó đổi ngành sang học finance hay mấy ngành tương tự commerce kiểu như vậy. Ở New Zealand thì nó bị thiểu về accounting á, nó thiểu cái kế toán ấy. Cả tài chính và kế toán đều thiểu luôn á, ngành đấy thì hot. Nhưng mà ngành về business thì cô cũng không có rành lắm về bên Úc nó như thế nào. Nhưng mà nói chung mình cũng phải đi rồi mình mới trải nghiệm, mình mới biết được đúng không? Thế con sao mà để có bị sốc về thức ăn hay là thời tiết gì không? Con cực kỳ sốc về đồ ăn luôn á cô, trời ơi. Bọn Úc không hề có đặc sản nào kiểu cho mình ăn nhiều ấy, kiểu như qua nước nào là có đặc sản, kiểu như qua Thái Lan thì có xôi xoài, có bát thái, có tom yum, kiểu một đống đồ ăn. Xong qua bọn Úc ấy coi chỉ nghe nào là sausage roll, kiểu như cái xúc xích, cái bánh mì có xúc xích bên trong, rồi meat pie kiểu, rồi cái gì đen đen quên mất tiêu rồi ta, cái món gì mà làm từ men bia quên tơ mất tiêu rồi, Mấy cái đồ ăn nhanh cái của các kiểu đúng không? Còn thịt nói chung là ăn rồi. Và con biết một cái rất là hài là kangaroo, thịt kangaroo là cái thịt mà bọn Úc nó chê, xong nó chỉ cho động vật ăn thôi, đúng rồi chủ đúng yếu là rồi. cho động vật ăn, còn tới cái mùa mùa sang kangaroo thì nó sẽ bán trong siêu thị, nhưng mà cũng chả ai thèm mua hết. Đúng rồi, ở New Đợt đấy Zealand con cũng nói chuyện đó đó. Kêu là thịt đợt dở nó có mùi, đợt con qua nó cũng là đúng mùa xanh ấy, xong nó cũng bán ở siêu thị đắt ngang thịt bò, nhưng mà nó dở và nó hôi, kangaroo dở. nó cũng không, nó khô nữa ấy. Nói chung là khó nấu lắm rồi. Nhưng mà kể đi mới biết đúng không? Đi ăn thử mới biết đúng không? Qua Úc ấy thì thay vì đi tìm món Úc để ăn, con tụi con tuổi du học sinh Việt ấy, là con nha, thì con sẽ đi tìm món châu Á để ăn, kiểu mà biết nhà hàng Việt nào ngon không, biết nhà hàng Thái nào ngon không, biết nhà hàng Trung nào ngon không, đấy nhà hàng Hàn kiểu như vậy, chứ không, gần như là chả bao giờ đi tìm mấy nhà hàng kiểu Mexico hay là nhà hàng Úc hay cô, bởi vì không hợp, Kiểu như mình chỉ đi ăn khác có thử tương một tự. bữa 2 bữa thôi đúng không? Giống như cô cũng vậy à. Ăn thử thôi. Cô ở New Zealand cô cũng hay đi ăn thử, nhưng mà cuối cùng cô cũng đi ăn đồ Ấn với đồ Trung Quốc rất là nhiều. Đồ Ấn, đồ Trung Quốc và đồ Thái Lan rất là nhiều. Ở bên này thì nhà hàng Việt Nam cũng nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi mình đi ăn á, người ta thay đổi khẩu vị cho hợp với bản xứ ấy, nó lại không hợp với mình. Như dân ở bên Kiwi, bên New Zealand chẳng hạn, ăn hơi ngọt đó con. Nhiều khi đi vô nhà hàng Việt ấy mà ăn phở mà nó ngọt quá như bỏ đường cũng ăn không được. Ôi trời ơi, bó tay. Nhưng mà lúc mà Thìn đi Phở là ngọt như đáng sợ. lúc đi là Thìn là học xong lớp 12 đúng không con? Là con chưa vô đại học ở Việt Nam đâu Dạ con. đúng rồi ạ. Là hè lớp 12 đúng không? Dạ thì thi tốt nghiệp đại học xong là nộp nộp trường đại học ở Việt Nam xong rồi, có kết quả xong rồi, thì tháng 10 là con bay sang Úc học luôn. Là không có nhập học ở Việt Nam luôn. Vậy là con chắc phải chuẩn bị hồ sơ từ khoảng từ lớp 11 đúng không? Đúng rồi đó. Từ 11 đến Dạ con 12. chuẩn bị, thật sự là chuẩn bị từ hồi năm lớp 9 rồi ạ. Thì lúc đó định qua đây học cấp 3, xong rồi kiểu đổi ý định, xong cũng lúc đó cũng bùng dịch ấy,
Tức là cũng khỏi đi, không đi cấp 3 luôn. Mà sau này về năm đại học. Này, nếu như mà có thể đưa một cái lời khuyên dành cho các cái bạn mà có ao ước giấc mơ được đi du học ấy, đặc biệt là đi du học ở Úc ấy, thì con có lời khuyên gì cho các bạn không? À, thực tế nó cũng phèn lắm.